Mình xin chào cô chú và tất cả các bạn. Sáng nay mình với chốt sẽ đi chào quà. Do dịch dịch bệnh á thì mình không có đi đông được. Ba với Dương Út thông cảm cho con nha. Nhà gần lớn. Chứ mời chào cả nhà. Buổi sáng vui vẻ. Đang chở lưới nè. Đang chở lưới là chút đang kiếm mồi. Tặng cho chú con với con về có mồi ăn. Dạ giờ mình qua bên trại mình tâm sự chút chơi. Chú Út với Dương Út cũng được. Lặng mình nói số quà với số tiền cả nha. Đi đi. Vừa qua mình có nhận được số tiền là 2.300 đô của vị linh mục ở kiều bào ở nước ngoài cả nha. Để gửi về đang ủng hộ bà con mình trong cái mùa dịch này nè. Thì cái phần 2.000 là để mua gạo với mua mì, còn phần 300 đô còn lại là mình đổi ra và gửi cho mình á, chia cho gửi cho tem của mình, thì mình chia gửi cho Dưỡng Út với chốt với ba là mỗi người 1 triệu, phần còn lại để mình mua dụng cụ hoặc là để đánh bắt để mình quay clip á. Thì hôm nay mình sẽ trao quà là ở xã Âu Long Vĩ nha cả nhà, với xã Mỹ Phú. Thì xã Âu Long Vĩ mình sẽ trao là 127 phần quà, mỗi phần quà là gồm 10 kg gạo và một thùng mì, thì là 21.350.000. Còn bên xã Mỹ Phú thì mình sẽ trao là 30-35 phần quà cho hỗ trợ cho bà con mình, bà con nghèo mình bán vé số á, nhưng mà do dịch bệnh mình ngưng bán không có bán được á, là mỗi phần là 250, là 35 phần là 8.750.000. Tổng cộng mình trao hôm nay là 30.100.000, thì phần còn lại cả nhà là 15.700. Mình sẽ trao đợt sau là ở xã Thạnh Mỹ Tây, thì mình cũng có xin ý kiến rồi, chừng nào được thì mình sẽ qua trao quà, thì được sự hỗ trợ của ban ấp cả nhà với ban trị sự xã. Thì do số quà với nó nhiều quá, mình không thể nào mua mà về nhà để mình chắc ở nhà, rồi bữa nay mình mới vận chuyển, cho nên hôm qua mình đã mua rồi và tập trung ở ban trị sự bển á. Rồi khi chút xíu nữa mình qua bển xong rồi cũng có mấy chú rồi mấy anh ở bển á cũng tiếp nhận vận chuyển, đặng mình đi phát chung một lượt luôn. Còn phần Mỹ Phú thì mình cũng chung bữa nay luôn cả nhà, thì cũng quay bên kia xong rồi mình quay qua bên này rồi mình phát luôn á. Giờ bữa nay đi chỉ mình với chú Út thôi, ba với Dưỡng Út không đi được do đi đồng cũng không được, cả nhà thông cảm. Rồi để phần lời nói trao lời nói của cháu mình vừa rồi á, thì có số tiền gửi cho trước tiên thì gửi cho anh Năm 1 triệu, Dưỡng Út 1 triệu, còn mình 1 triệu đó. Thì Út không có biết tên em, thì nhận cái số tiền này thì cái tem gấp làm quê rất cảm ơn anh, chúc anh bằng thành công trong công việc sắp tới. Có gì nói. Xin nói với cả nhà, cái tiền bà con của cả nhà ở phương xa gửi về cho người Việt Nam đó, trong hoàn cảnh khó khăn dịch Covid-19 giúp đỡ, thì ở đây thì anh em tôi chỉ có một cái chút lòng nhỏ để đi tặng quà cho bà con. Vậy một lần sau cùng tôi xin chân thành cảm ơn các bà con ở phương xa. Đây cả nhà, thì mình cũng qua tới bên ban trị sự nè, thì mời hôm qua mình chở về đây nè, với gạo thì trong đây, mì thì trong đây cũng có nữa nè. Do hôm qua mình lấy thùng lớn á nên không có giỏ như thế này, mình phải vô bọc thùng lớn là nó tới 100 gói, hơn 120. Còn gạo nữa cả nhà. Dạ. Nhiều vậy đó, nhiều lắm, tới 200. Thì gạo đáng lẽ là mình phải lấy 1 tấn 2 mấy, nhưng mà do bên ban trị sự á, thì gạo cái nguồn nó có rồi, nó chỉ thiếu 500 kg, cho nên mình mua 500 kg, còn phần còn lại thì mình mua mì nó nhiều lên, tại bên đây mì thì thiếu nữa cả nhà. Gạo cả nhà lên. Ốc với mấy anh em bên xã đoàn cả nhà phụ tiếp
mình lấy rau vô bọc nè, chúng mình vận chuyển đi. Thì nãy giờ đi hết tớp rồi mì bên kia đó cả nhà. Mình chờ đợt nữa mình vận chuyển để mình đi trao cho bà con nữa. Này ngó sen giờ bắt đầu mình vận tiện chuyển gạo nha cả nhà. Mình đếm cho từng ấp á, số lượng là bao nhiêu á mình đếm vậy đó, rồi giao là cho bên ấp đi giao tặng nhà cho bà con mình. Ban nha trị sự xã luôn vậy. Chắc lên xe cả nhà. Một xe chở hai bao bánh xào là đựng rạo, phía trước là mình chở mì. Rồi giờ mình lên xe em tải đi cả nhà. Đi trong. Cố lên. Địa điểm mình giao cho bà con cả nhà. Họ dưới đây. Chị ơi, cho em gửi phần quà của mạnh phần gân gửi hỗ trợ mình nha chị. Em để trước cửa này chị, chút xíu chị làm ơn nhận giùm em nha. Rồi mình để đi không? Dạ. Để trên cầu thang á. Kẹt ơi. Rồi em để này chút chị làm ơn nhận giùm em ha. Chị đứng dưới nhà coi. Dạ em chào ông ạ. Thì này con cái phần quà của mạnh thường quân gửi trong Covid-19 nè, gặp hoàn cảnh khó. Dạ rồi bác ra nhận giùm con ha, thông cảm ha bác. Con không có ghim vô tới nhà được. Dạ. Dạ rồi con ra nhà nhận được đó con. Dạ, nhận đi. Thông cảm con không có đem vô tới nhà được. Dạ. Đụng đầu trên mình chạy đảo xuống hay là chạy vòng luôn? Đụng đầu trên mình đảo xuống. Đảo xuống mình mới chạy vô ha. Dạ. Chứ không có vòng vô trong kinh trong kia. Lên trên kia cũng lộng hơn rồi. Anh ngồi xuống quay cái mặt qua. Dạ con gửi ông hai quần quàng ông hai.
đeo khẩu trang vô ông hai ơi, đeo khẩu trang vô ông hai. Nấu cơm nè. Dạ. Cái phần quà này Mạnh Thường Quân gửi trong Covid-19 để nấu cơm ăn. Dạ. Sáng nấu ăn cơm sớm mà hai. Út gỡ lấy thôi hai ba cái khẩu trang mới của mình là gỡ cho bác luôn. Đã chết rồi đây khổ liền ông ơi. Dạ. Rồi bỏ trong bọc Út có cái bọc. Ừ, ba lần rồi. À, cho con gửi để xuống dưới đó đi, để xuống đây. Dạ. Dạ còn đi luôn ha. Dạ. Em để dưới đó được rồi. Bác xách vô một con nha bác. Dạ. Anh đứng ở phía trong giùm em đi anh. Út để trên cái bàn đó đó. Để giùm. Quá ba con chó luôn. Dạ rồi anh nhận giùm em. Xích cho giùm em. Chắc cũng còn vài hộ nữa rồi cả nhà ơi. Vài hộ nó đó như là còn 5 thùng mì phải không Út? Vậy là 5 hộ nữa. Rồi chú ra nhận. Rồi cảm ơn nghe. Dạ. Đây luôn à. Hiện tại là mình cũng đã đến ấp Mỹ An, xã Mỹ Phước cả nhà. Thì đến đây mình trao sao 10 phần. Thì mỗi phần quà gồm một bao gạo, túi gạo đó, với mì, nước mắm, dầu ăn. Giờ bắt đầu mình phát quà cả nhà. Cô chạy từ từ chạy. Từ từ chạy. Dạ mình khi mình lại mình xịt rửa tay cái rồi mình nhận quà cho mình. Dạ. Rồi. Rồi chị đứng đó đi chị, đứng chờ chút xíu chị, để chờ xách vô quà ra chị hai bước tới.
nên là bà con mình đi bán vé số cả nhà, nhưng mà giờ dịch bệnh không bán được á, nhờ mình hỗ trợ. Hiện tại cũng còn mấy phần bà con mình chưa lại cả nhà, thì giờ mình cũng còn phải đi tới nơi địa điểm khác để trao nữa, cho nên không thể nào trực tiếp để trao hết được, thì mình sẽ nhờ anh trao giùm bà con giùm em. Cảm ơn hai anh nhiều. Dạ. Giờ mình cũng tới văn phòng ấp xã Mỹ Phú, văn phòng ấp Mỹ Quý nha cả nhà. Thì ấp này mình trao 4 phần cho bà con mình bán vé số. Tiếp tục. Nay có mình chuốt rồi. Ngày qua này gồm 10 kg gạo cả nhà, gồm mì, đường, nước mắm. Rồi vậy rồi cả nhà, mình sẽ tới địa điểm khác luôn. Rồi cảm ơn mấy anh. Cả nhà, mình chia ra một nhóm với 5-6 người á. Không đi trao. Đây nè, mình trao cho ông Hai. Ông Hai không nhận. Thông cảm nha ông Hai, giờ dịch bệnh là mình con không có đem vô tới trong được. Ông ra ông nhận vô giùm con. Dạ. Dạ, ông Hai ấy vô đi. Dạ. Vậy là rồi đó ông Hai. Rồi, giờ mình đi tiếp tục cả nhà. Giờ dịch bệnh đó cả nhà, mình không có trao tập trung được, mình phải đi tới từng hộ của bà con mình đó. Cho nên không thể nào mà video mà quay hết được, cả nhà thông cảm nha. Vậy mình để phía trước đó cũng được mà chú. Rồi ông Hai nhận là được rồi. Dạ ông Hai ơi. Ông có gửi số quà nè. Ông Hai mới đi làm về cả nhà. Ông Hai ra nhận giùm con nghe ông Hai. Cần sách vô không có được. Dạ. Dạ ông Hai nhận quà giùm con. Sách được không hay là ông Hai vô trong nhà luôn đi. Ông Hai vô trong nhà chú Út sách vô giùm luôn chú. Ông Hai mở cửa vô trong đi. Để chú Út sách vô giùm luôn cả nhà. Tại cái chân của ông Hai bị mắc hết một chân à. Tội nghiệp ông. Cho ông mở cửa. Mà chú Út sách vô giùm luôn. Rồi ông đi vô trong trước đi ông. Rồi chú Út con kinh quà vô. Rồi chú Út kinh vô nhé.
Ông nói trong đi ông. Nói vô trong. Dạ. Rồi. Vậy được ông ơi. Dạ. Rồi chào ông con đi luôn ạ. Rồi chị ra nhận đi chị. Đằng kia luôn cả nhà ơi. Giờ quà thì mình với chốt cũng đã đi chào với mấy anh mấy chú bên băng ấp á, thì cũng đã gọi cả nhà ơi. Xong rồi giờ mình trở lại cái ban trị sự xã nè, thì chốt đang tiếp phụ với bà con mình đang lấy xã xuống xe, đằng này mình chuyển lên phố, gỡ lên phố. Chốt uống vài ly trà cho khỏe cả nhà ơi. Thì sớm giờ hai chú cháu cũng đi phát quà xong nè. Do quà tới 120 phần á. Thì phát hơi lâu. Mình phải chia làm hai buổi, hôm qua hết buổi, bữa nay một buổi nữa mới gọi. Dạ, theo lời nói của cháu Minh vừa gọi đó thì tem gốc làng quê xin chân thành cảm ơn chị Linh Mục đã ủng hộ số tiền cho bà con. À, trong mùa dịch Covid-19 á, thì xin thành thành cảm ơn, chân thành cảm ơn và chúc gia đình chị nhiều sức khỏe. Và đây mình cũng cảm ơn bên phía ban ấp đã hỗ trợ chú cháu mình để phát quà thành công. Mình cũng chúc mạnh thường quân được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Mình sẽ làm thêm một cái clip về hỗ trợ quà số tiền còn lại nữa đó, nhưng mà chắc nghĩ chắc hơi lâu mới được, tại vì tình hình dịch bệnh căng thẳng quá. Chắc khi nào mà chào thì mình sẽ quay lại cho cả nhà xem và theo dõi cái phần mà tiền của vị Linh Mục gửi về cho ta, cho góc lòng quê của mình nha. Giờ mình xin chào và hẹn video sau luôn ạ. Chào thằng Chốt ơi. Chào cả nhà, em video sau.